Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các công thức tỷ lệ thể tích khối chóp. Đầu tiên mình sẽ nói đến hai khối chóp có trung đỉnh và có trung mặt phẳng đáy. Tỷ lệ thể tích của nó chính là V1 chia V2 bằng S1 chia S2. Trong đó V là thể tích của khối chóp và S là diện tích đáy. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh công thức trên. Đây là hai khối chóp có chung mặt phẳng đáy, vậy ta sẽ suy ra được H1 sẽ bằng H2. Từ đó dẫn tới tỷ số V1 chia V2 bằng 1/3 H1 nhân diện tích đáy S1 sẽ cho 1/3 H2 nhân diện tích đáy S2 chính bằng S1 chia S2. Đây là điều phải chứng minh. Bây giờ chúng ta đến phần 2, công thức tỷ lệ thể tích cho khối chóp tam giác. Người ta còn gọi đây là công thức Simpson. Cho khối chóp tam giác SABC. Gọi A phẩy, B phẩy, C phẩy là các điểm bất kỳ thuộc các cạnh SA, SB, SC. Chúng ta tạo được tứ diện SA phẩy, B phẩy, C phẩy. Chúng ta có được công thức tỷ số thể tích khối chóp. V của SA phẩy, B phẩy, C phẩy chính cho V của SA, B, C chính là bằng tỷ số cạnh SA phẩy chia SA nhân SB phẩy chia SB nhân với SC phẩy chia SC. Bây giờ mình sẽ chứng minh công thức trên. Các bạn thấy được, nếu mỗi lần chúng ta chứng minh được thì chúng ta sẽ hiểu được bản chất vấn đề và chúng ta sẽ nhớ kỹ công thức hơn nữa. Đây mình sẽ ghi thể tích của hình chóp SA phẩy, B phẩy, C phẩy chia cho thể tích của khối chóp SA, BC. Bây giờ mình sẽ coi hình chóp SA, BC là hình chóp đỉnh C, đáy là tam giác SAB. Còn hình chóp SA phẩy, B phẩy, C phẩy mình sẽ coi nó là hình chóp đỉnh C phẩy, đáy là tam giác SA phẩy, B phẩy thì ta sẽ có nó sẽ bằng 1/3 khoảng cách từ C phẩy đến mặt phẳng SA phẩy B phẩy nhân cho diện tích tam giác SA phẩy B phẩy chia cho 1/3 khoảng cách từ C cho đến mặt phẳng SAB nhân cho diện tích tam giác SAB 1/3 được rút gọn. Đến đây mình sẽ minh họa khoảng cách từ C phẩy và khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB thì chúng ta sẽ bằng cách chúng ta hạ đường vuông góc xuống mặt phẳng này. Và tương tự với đỉnh C. Như các bạn thấy được là khoảng cách từ C phẩy đến mặt phẳng SAB và khoảng cách từ C đến mặt phẳng SAB tỷ số của nó chính bằng tỷ số của cạnh SC phẩy chia SC. Nhân cho diện tích tỷ số diện tích tam giác SA phẩy B phẩy chia diện tích tam giác SAB. Rồi, và chúng ta lại có như sau. Bằng SC phẩy chia SC mình giữ nguyên tỷ số diện tích tam giác SA phẩy B phẩy và SAB. Mình sẽ sử dụng công thức diện tích tam giác là bằng 1/2 tích hai cạnh nhân cho sin của góc kẹp giữa. Ở đây chính là bằng 1/2 nhân SA phẩy nhân SB phẩy nhân cho sin của góc S chia cho
1 phần 2 của SA nhân SB nhân cho sin của góc S. Và khi chúng ta rút gọn, ta sẽ còn được là bằng SA phẩy chia SA nhân SB phẩy chia SB nhân SC phẩy chia SC. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thấy hay, đừng quên đăng ký, like và share video này cho bạn bè của bạn nhé. Hãy đón xem phần thứ hai nha.